la. Hai con gái cưng. Nhìn đâu cũng thấy là cây thôi. Hai anh đẹp trai. Đẹp trai đang bật sửa xe. Có nhìn ngang được nhìn xe không? Anh có thằng nào nó có cái đó cái gì canoe hả? Canoe. Cây xanh gió mát nắng chói chang mùa hè thật là đẹp. Mây trắng nắng mây đẹp ghê luôn á, mây sạch dễ sợ luôn á nha. Nhìn mây á sạch ơi là sạch. Chỉ được đi ngắm cây như vậy thôi cũng thấy vui. À chồng mua cho gỏi cây và cái gì xúc xích gỏi thái cây và xúc xích thái đi về gặm, vừa làm vừa gặm. Cuộc đời nó mới thú vị, không ăn là không có gì vui hết, đúng không chồng? Cuộc đời sống mà không ăn là không có gì vui hết.